Xin chào tất cả các bạn. Và như chúng ta đã biết thì hiện tại là với sự phát triển của Internet và chúng ta thấy có hàng ngàn người đã trở thành triệu phú từ việc mà kinh doanh online. Và chúng ta thấy là từ khoảng năm 2013 cho đến bây giờ thì chúng ta thấy có sản sinh rất nhiều bạn trẻ họ có được cái sự thành công với kinh doanh online. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy có hàng chục ngàn người, thậm chí hàng trăm ngàn người họ đã thất bại với việc kinh doanh online. Vậy thì cái bí kíp nào để giúp cho họ có được cái sự thành công? Và cái điều gì nó đã làm cho người ta có được cái sự thất bại trong cái kinh doanh online? Và đặc biệt nếu năm 2013, 14, 15, 16 thì chúng ta thấy rằng là nếu một ai đó chúng ta chỉ cần biết chạy quảng cáo và có một cái sản phẩm tốt là chúng ta hoàn toàn có thể kiếm tiền được từ trên đó. Nhưng bây giờ với năm 2018, 19 và đặc biệt đó là năm 2020 thì với cách làm đó thì chúng ta thấy là không còn hiệu quả nữa. Và chúng ta thấy là ở trên mạng rất nhiều người chạy quảng cáo họ đã than vãn rằng là ồ bây giờ quảng cáo đắt quá rồi, số ra nhiều nhưng là họ lại không bán được hàng. Vậy thì vì sao lại có điều đó xảy ra? Và thực tế và nhiều người họ đã nói rằng là bây giờ thị trường nó đã bão hòa rồi và chúng ta không thể làm nó được. Nhưng thực tế thì nó không phải là như vậy. Và thực tế là bây giờ đó là thời điểm mà chúng ta cần phải kinh doanh đúng. Và chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ có sự thành công bền vững. Vậy thì làm sao để chúng ta làm đúng được với nó? Thì trong cái khóa học về khoa học làm giàu từ online, tôi sẽ chia sẻ chúng ta hoàn toàn là miễn phí. Hãy nhớ tôi sẽ tổ chức cái buổi livestream này, nó trong 5 ngày nha anh chị. 5 ngày nó là hoàn toàn miễn phí. Vậy thì để chúng ta đăng ký chương trình này, chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại dưới đoạn video clip này và đăng ký vào cái đường link ở dưới cái đoạn video này để chúng ta tham dự. Và chỉ có một lần duy nhất chúng ta được miễn phí mà thôi. Và sau cái buổi miễn phí trong cái khóa đầu tiên thì học phí của nó sẽ lên đó là 10 triệu đồng. Nên chúng ta hãy nhanh tay đăng ký để chúng ta tham dự, để chúng ta thay đổi về kết quả kinh doanh của mình. Ok, rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta.